Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc, mình là Đại đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả anh em một món đồ mới, đó chính là con dao ghép cành của Nhật, hàng nội địa nha anh em. Con dao này là hàng làm thủ công nha, thủ công thép nguyên khối bọc vải da. Cái con này thì anh em xài yên tâm, xài truyền từ đời sư phụ tới đời cháu chắc vẫn còn xài được. Nó là nguyên một khối thép như thế này, hàng này sử dụng ăn chắc mạch bền nè. Cái này là hàng nội địa nha anh em. Đó, để vân búa đập nè, gồm nó nhắc như nhiều lớp thép, sử dụng rất là bền. Con dao này anh em có thể dùng để ghép cành cây, hay anh em dùng để rập da làm đồ thủ công. Anh em giày da cũng hay mua những loại này lắm nè, mình mới nhập thêm về cho anh em. Anh em giày da sử dụng rất ok, rất là tốt. Còn anh em thợ sửa máy thì dùng cái này để cạo ron. Cạo ron rất là nhanh, anh em đỡ vô cạo là đi hết à. Về độ sắc bén thì khỏi phải bàn rồi, hàng này rất là sắc bén, cực kỳ ngọt. Với lại chất thép nó rất là bền nha anh em, ít bị hao mòn. Dòng những dòng thép rèn tay này rất ít bị hao mòn, xài cực kỳ lâu. Anh em xài mà muốn mài nó phải mấy tháng mới mài một lần đó. Với lại những dòng thép này anh em có thể mài được, xài mòn rồi anh em có thể mài. Đó, có tổng chiều dài của con dao ghép này thì nó có chiều dài là 19 cm, cầm rất là vừa tay. Cái này anh em giày da rất là thích hợp, rất là thích xài nha. Ra khuôn, ra mẫu, chạy chỉ, chạy viền gì cũng lấy cái thằng này nữa mà rập. Còn ghép cành thì rất là ngọt, không có đỡ lại ba dớ đâu. Hàng rất bén ngọt. Đi cực kỳ nhẹ luôn. Điểm đặc biệt của nó thì nó có ốp thêm một lớp thép siêu cứng đây nè. Anh em sử dụng cái này nó cách là độ giữ độ bén rất là lâu. Mình muốn giao lưu với anh em con dao ghép này với giá là 300.000 cộng phí ship một cây. Mình có ship code toàn quốc cho anh em. Anh em mua đặt hàng có việc liên hệ vào hai nick Facebook, đó là Trần Thái Đại và Thạch Nhất Kim. Mình sẽ tư vấn cho anh em. Mình ship code toàn quốc nên anh em cứ an tâm đặt hàng. Khi nào anh em nhận được hàng kiểm tra rồi mới thanh toán cho mình. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả anh em.